Thủ tướng chỉ đạo đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với 4 nguồn lây nhiễm COVID-19. Tiếp tế cho con em đang cách ly tại một ký túc xá ở Thành phố Hồ Chí Minh và những chuyện chướng tai gai mắt. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 đang tăng tốc, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ngăn chặn đại dịch. Xuất hiện tình trạng lừa bán bộ xét nghiệm COVID-19 giả tại Mỹ. Kính chào quý vị khán giả, toàn cảnh đại dịch toàn cầu ngày hôm nay có gì đáng quan tâm? Những thông tin nóng từ trong nước đến trên thế giới được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 đang được công chiếu, đăng tải mỗi tối hàng ngày trên các trang fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, báo điện tử VTV News và chuyên trang y tế 24h.vtv.vn. Những con số thống kê về dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay biến đổi liên tục hay không? Mở đầu bản tin, hãy cùng đến với những diễn biến mới nhất về dịch bệnh tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tính đến 21 giờ tối nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 134 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca đã được chữa khỏi, 117 ca vẫn đang được điều trị. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội mới đây, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ ra 4 nguồn lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Việc xác định được nguồn lây nhiễm này sẽ giúp cho Hà Nội có thể kiểm soát, khoanh vùng dập dịch tốt hơn, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nguồn lây nhiễm thứ nhất từ chính các bệnh nhân dương tính, họ đã đi lại trên địa bàn, rồi lây nhiễm chéo cho gia đình hoặc tại nơi sinh hoạt. Nguồn lây nhiễm thứ hai là công dân nước ngoài, công dân Việt Nam di chuyển tới các nước có dịch và về nước trước 0 giờ ngày 14 tháng 3 đối với châu Âu, trước 0 giờ ngày 18 tháng 3 đối với các nước châu Á và trước 0 giờ ngày 21 tháng 3 từ tất cả các nước. Nguồn lây nhiễm thứ ba là lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung, cách ly với người tiếp xúc gần tại các bệnh viện và quá trình khám chữa cho bệnh nhân dương tính tại bệnh viện. Nguồn lây nhiễm thứ tư là công dân sinh sống và làm việc ở nước ngoài trở về, đặc biệt là các nước có công dân đông hoặc là các nước sát Việt Nam. Và mới đây thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa ra nhận định 10 đến 15 ngày tới sẽ là giai đoạn quyết định thất bại hay là thành công trong cuộc chiến chống lại COVID-19 tại Việt Nam. Chính vì vậy thì ngoài việc kiểm soát tất cả những người nhập cảnh, Thủ tướng đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Liên quan đến việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thì Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore vừa hỗ trợ thành công 37 công dân Việt Nam trên đường về nước quá cảnh tại sân bay Changi bị mắc kẹt do hãng hàng không Singapore Airlines hủy chuyến không báo trước. Phần lớn các công dân này là học sinh sinh viên từ Philippines, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Hà Lan và Thụy Sĩ đang trở về nước. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Tào Thị Thanh Hương, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã ngay lập tức có công hàm đề nghị hãng hàng không Singapore Airlines có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các công dân Việt Nam, đồng thời liên hệ với Ban quản lý sân bay Changi đề nghị có biện pháp hỗ trợ các công dân Việt Nam trong thời gian chờ thu xếp chuyến bay mới. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đã liên lạc với cơ quan chức năng Việt Nam bố trí thu xếp việc tiếp nhận những công dân này. Được biết, vào 9 giờ sáng nay, 37 công dân Việt Nam đã đáp máy bay Singapore Airlines số hiệu SQ176 về Hà Nội. Liên quan đến tình hình cộng đồng người Việt nói chung tại Singapore, tới thời điểm này, không có người Việt nào tại Singapore bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Từ nửa đêm qua, chính phủ Singapore đã bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập cảnh cũng như quá cảnh đối với tất cả hành khách đến Singapore theo diện ngắn hạn. Do đó, đề nghị các công dân có kế hoạch di chuyển liên quan tới Singapore điều chỉnh lịch trình đi lại cho phù hợp. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là chúng ta đã và đang nỗ lực rất nhiều để mà tuyên chiến với COVID-19. Sự chung tay của cả cộng đồng là cần thiết hơn bao giờ hết. Và sắp tới đây thì 100 trạm rửa tay dã chiến cũng sẽ được lắp đặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc và đặc biệt là các tỉnh thành phố có nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chung tay phòng chống COVID-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế thực hiện. Trạm đầu tiên đã được khánh thành tại Hà Nội để mở đầu cho 100 trạm rửa tay dã chiến sẽ được lắp đặt tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, địa điểm du lịch tập trung đông người tại một số khu cách ly trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19 vì một Việt Nam khỏe mạnh.
Một bác sĩ tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận mắc COVID-19. Đây là cảnh báo trong phòng ngừa lây nhiễm đối với nhân viên y tế tại những nơi có nhiều y bác sĩ đang giám sát người cách ly, điều trị người mắc COVID-19. Các quy định về phòng ngừa lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế cũng đang được tăng cường. Phản ánh của phóng viên VTV từ Quảng Ninh. Bệnh viện điều trị bệnh lý viêm đường hô hấp cấp số 2 tỉnh Quảng Ninh, nơi đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 số 52 và 14 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, cùng hơn 50 trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần. Bệnh viện cũng là cơ sở tiếp nhận liên tục các trường hợp những người có dấu hiệu sốt, ho tại các khu vực cách ly về điều trị. Nhân viên y tế không nhiều, thời gian làm việc liên tục. Vì vậy, tất cả nhân viên y tế tại đây phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa. Đến ngày hôm nay thì tất cả cái nhóm mà hôm đầu tiên khám cho bệnh nhân số 52 đến hôm nay xét nghiệm cũng vẫn âm tính. Thì đối với nhân viên thì chúng tôi vẫn duy trì phòng hộ cá nhân cũng như là các cái chế độ kiểm soát chống nhiễm khuẩn đảm bảo an toàn nhất cho nhân viên. Trong thời gian qua, Quảng Ninh đã xét nghiệm 1.500 mẫu và đã xác định 6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Gần 300 nhân viên y tế Quảng Ninh được huy động đến các điểm cách ly để lấy mẫu và theo dõi sức khỏe cho hơn 1.000 người đang được cách ly. Rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra đối với những nhân viên y tế. Tôi phải tự bảo vệ mà có thể là vào chúng tôi mặc quần áo, khẩu trang rồi sát khuẩn cồn hoặc là những cái clorotamin. Làm sao là cán bộ và y tế mà sau khi làm việc xong ấy thì có thể là cởi bỏ các cái thiết bị phòng hộ ra, có thể yên tâm về nhà nào. Chỉ cần không tuân thủ quy trình, mọi nguy cơ đều có thể xảy ra đối với những nhân viên y tế, nhất là các điều dưỡng, khi hàng ngày hàng giờ phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19. Thưa quý vị, một thực tế đáng lo ngại nữa, đó là chỉ sau một ngày khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành nơi cách ly tập trung, thì các nhân viên y tế và lực lượng bảo vệ ở đây không chỉ giữ an ninh trật tự, mà họ còn phải kiêm luôn cả việc dọn sạch những đống rác thải do người dân để lại. Những bao bì, túi nhựa chứa đồ tiếp tế sau khi lấy hết hàng hóa để đưa cho người thân bên trong khu cách ly đã bị bỏ lại. Mặc dù xung quanh phía ngoài khu cách ly đã có các thùng rác nhưng không đủ sức chứa, nên rác được chất thành từng đống lớn. Thậm chí nhiều người còn xả rác luôn xuống đường quanh khu vực bờ tường của khu cách ly. Theo lực lượng bảo vệ ở đây, lượng rác thải từ hàng hóa, đồ dùng gửi vào cho người cách ly rất nhiều. Lực lượng chức năng đã rất vất vả để thu gom, nên việc người dân mang đồ tiếp tế đến cho người thân thì hạn chế vứt rác. Và cách tốt nhất hãy mang rác về lại nhằm giảm tải áp lực rác thải cho khu vực cách ly. Và không chỉ để lại lượng lớn rác thải từ những vật dụng bọc đồ tiếp tế, lực lượng an ninh tại khu vực cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM có lúc rơi vào tình trạng quá tải khi mà các gia đình đến tiếp tế hàng hóa cho con em mình. Không phải bằng cửa trước mà họ còn tìm đủ mọi cách để mà tuồn đồ vào bên trong. Tại khu vực cổng sau tòa nhà AG4 ký túc xá Đại học Quốc gia, trong sáng nay đã xuất hiện tình trạng tuồn trực tiếp nhu yếu phẩm vào tận tay cho người được cách ly. Các vật dụng được truyền vào được đóng trong các hộp cắt tông, chứa trong túi rồi thậm chí là có cả trong những chiếc sổ nhựa. Có người thậm chí còn ghé sát mặt người thân để hỏi thăm nhau. Việc phụ huynh lo lắng, sợ người thân thiếu thốn khi đi cách ly là tâm lý rất bình thường. Tuy nhiên, việc tập trung tuồn đồ tiếp tế và không giữ khoảng cách với nhau trên 2 mét sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và khi ấy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trước một số trường hợp thuộc diện cách ly tập trung nhưng mà không chấp hành, lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đề nghị trong vòng 2 ngày tới, Sở Tư pháp TP.HCM trình Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất quy trình cưỡng chế cách ly bắt buộc. Chỉ đạo này đưa ra sau khi mà một số trường hợp buộc phải cách ly nhưng mà không hợp tác. Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân của mỗi người dân phải có biện pháp cưỡng chế cách ly đúng quy định. Tính đến hôm nay thì TP.HCM đã có khoảng 8.400 trường hợp cách ly tại các khu cách ly tập trung. Thêm một động thái mới từ Ủy ban nhân dân TP.HCM ngày hôm nay, đó là thành phố vừa ký quyết định tạm dừng hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công suất phục vụ từ 30 người trở lên, câu lạc bộ bia, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên địa bàn thành phố kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Mục đích đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Với những diễn biến hiện nay trên toàn thế giới, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo đại dịch COVID-19 đang tăng tốc, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường các biện pháp để mà ngăn chặn đại dịch này. Phát biểu tại họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, phải mất 67 ngày kể từ khi dịch bùng phát, thế giới mới có 100.000 trường hợp nhiễm, 11 ngày để tới mốc 100.000 thứ hai, nhưng chỉ có 4 ngày đã chạm tới mốc 100.000 ca thứ ba. Đại dịch này rõ ràng đang tăng tốc. Tuy nhiên, WHO cho rằng con người vẫn chưa hoàn toàn bất lực trước dịch bệnh và có thể làm trệch quỹ đạo của đại dịch COVID-19. Yêu cầu mọi người ở trong nhà và thực hiện các biện pháp cách ly xã hội là cách làm chậm sự lây lan của virus và là những biện pháp phòng thủ. Muốn thắng đại dịch, chúng ta phải có cả các biện pháp phòng thủ và tấn công virus bằng các chiến lược cụ thể và mục tiêu rõ ràng. Ông Tedros cho biết thêm, nếu muốn thắng được đại dịch, phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe của các chiến sĩ áo choàng trắng, những nhân viên y tế tuyến đầu. Ngoài ra, Tổng giám đốc WHO cũng kêu gọi các nước đưa ra một cam kết chính trị toàn cầu nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh số người nhiễm bệnh COVID-19 đang gia tăng rất nhanh tại Anh, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố lệnh phong tỏa toàn bộ quốc gia trong vòng 3 tuần kể từ tối ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương. Theo đó, lệnh phong tỏa bắt buộc mọi người dân Anh phải ở trong nhà, chỉ đi ra ngoài khi mà mua thực phẩm cần thiết, đến hiệu thuốc và đến cơ quan làm những việc không thể làm tại nhà. Lệnh phong tỏa cũng cấm tụ tập từ 2 người trở lên, nhưng mà không cấm đối với người trong gia đình. Mọi người có thể ra ngoài để tập thể dục như là chạy, đi bộ, nhưng mà phải đảm bảo khoảng cách 2 mét với người đối diện. Ngoại trừ tang lễ thì mọi hoạt động cộng đồng khác đều không được phép tổ chức. Cảnh sát Anh có quyền hỏi và bắt phạt các trường hợp vi phạm. Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi người dân Anh ở nước ngoài trở về Anh sớm nhất có thể. Hiện Anh đứng thứ 10 trên thế giới về số ca mắc COVID-19. Nước này hiện có 6.650 ca mắc, trong đó thì đã có 335 người tử vong. Một ví dụ về biện pháp mạnh đối với những trường hợp không thực hiện các quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh trên thế giới. 33.000 đô la Mỹ tức là khoảng hơn 760 triệu đồng chỉ vì không tuân thủ quy định tự cách ly. Đó là mức phạt mà giới chức Đài Loan Trung Quốc vừa đưa ra với một người đàn ông ở địa phương sau khi mà trở về từ Đông Nam Á. Theo hãng tin Channel News Asia, người đàn ông này đã vi phạm lệnh cách ly tại nhà để đến một quán rượu. Sự việc chỉ được phát hiện khi mà cảnh sát đã kiểm tra và đã yêu cầu quán rượu này ngừng hoạt động. Đây là mức phạt tối đa đối với những người không tuân thủ quy định tự cách ly. Và đầu tháng này, thì chính quyền Đài Loan Trung Quốc cũng đã phạt mức tối đa với một người đàn ông đã trốn quy định cách ly trở về từ Trung Quốc đại lục, vẫn đi lại bằng phương tiện công cộng. Hệ thống camera an ninh tại Nga hỗ trợ chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình cách ly của người dân đã giúp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng tại nước này. Tại thủ đô Moscow hiện nay đã có một hệ thống gồm 170.000 camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến phố và tại các trạm ga tàu điện ngầm. Trong đó thì 100.000 camera được kết nối với hệ thống trí tuệ nhân tạo để mà nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ việc phát hiện các trường hợp vi phạm quy định cách ly. Những ai không tuân thủ quy định trên sẽ có thể bị phạt tới 5 năm tù giam. Cảnh sát thủ đô cho biết là thông qua hệ thống nhận diện khuôn mặt đã phát hiện tới gần 200 trường hợp vi phạm. Tính đến ngày hôm qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Nga đã lên tới 438 người. Trong đó thì hầu hết các trường hợp đều ở thủ đô Moscow. Không chỉ trong nước, nắm bắt tâm lý lo sợ của người dân trong thời điểm bùng phát dịch bệnh, nhiều người đã tung các sản phẩm giả hoặc là quảng cáo sai sự thật gây nguy hiểm cho cộng đồng và công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh tại Mỹ với hơn 43.000 ca mắc và hơn 500 ca tử vong. Tuy nhiên, giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại xuất hiện tình trạng lừa bán bộ xét nghiệm COVID-19 giả, khiến cho giới chức nước này đã phải lên tiếng cảnh báo. Mới đây, nhà chức trách Mỹ đã thu giữ một số lượng lớn bộ xét nghiệm COVID-19 giả được vận chuyển lậu từ Anh tới Mỹ. Bộ xét nghiệm này gồm những chai nhựa được cho là chứa hóa chất cực kỳ độc hại liên quan tới chất tẩy rửa, mà người mua được hướng dẫn là dùng để súc miệng để có kết quả xét nghiệm. Nhà chức trách Mỹ khuyến cáo người dân không tự ý mua những bộ xét nghiệm không rõ nguồn gốc và lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng. Tiếp theo là một số tin vắn đáng quan tâm khác liên quan đến tình hình dịch bệnh. Trong chiều nay, Bộ Y tế Lào thông báo 2 ca đầu tiên mắc bệnh COVID-19 ở nước này. Như vậy, Lào là quốc gia cuối cùng tại Đông Nam Á xác nhận ca mắc COVID-19. Hiện cả hai bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị ở thủ đô Viên Chăn. Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phát hiện ra một ổ dịch xuất phát từ một bữa tiệc ở ngoại ô thị trấn Westport, bang Connecticut. Ít nhất 50 người đã có mặt trong sự kiện đông người này. Khoảng một nửa số người tham gia được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhiều người trong số này sau khi dự tiệc đã đến Nam Phi, thành phố New York.
các khu vực khác của bang Connecticut và nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ. Theo các chuyên gia y tế, bữa tiệc này được cho là một sự kiện gây ra tình trạng siêu lây lan. Hiện thị trấn Westport đóng cửa các trường học và hầu hết các tòa nhà công cộng. Malaysia hiện ghi nhận hơn 1.600 ca mắc, 15 ca tử vong do COVID-19, buộc giới chức nước này phải triển khai thiết bị bay không người lái để kiểm soát người dân cách ly. Những thiết bị này sẽ giám sát xem người dân có tuân thủ việc cách ly như tránh tụ tập nơi đông người và hạn chế đi lại hay không. Nếu bị phát hiện vi phạm, họ sẽ bị phạt 1.000 ringgit, tương đương 5,2 triệu đồng, hoặc bị phạt 6 tháng tù giam, hoặc là kết hợp cả hai hình phạt. Đầu tuần này, Thủ tướng Malaysia cho biết có thể sẽ kéo dài quy định hạn chế di chuyển nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch COVID-19. Trong nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm COVID-19, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh tạm dừng hoạt động của mạng lưới xe lửa ngoại ô Mumbai kể từ hôm qua, chỉ cho phép một số quan chức chính phủ được lên tàu. Việc cho dừng hoạt động mạng lưới đường sắt sẽ khiến hàng triệu người dân gặp khó khăn khi đi lại. Tuy nhiên, đây là biện pháp cần thiết bởi giao thông đường sắt ở Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải. Và nếu tình trạng chen chúc vẫn còn tiếp diễn, thì nguy cơ lây nhiễm virus sẽ rất cao. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, thì gần 40 triệu người dân tại bang California, Mỹ đã phải sống trong điều kiện hết sức đặc biệt với việc hạn chế đi lại, không tập trung nơi đông người, giữ khoảng cách an toàn. Và tất cả các trung tâm vui chơi, giải trí, mua sắm, nhà hàng, quán bar đều đóng cửa. Học sinh phải học trực tuyến và hầu hết người lao động phải nghỉ việc hoặc là làm việc từ xa. Trong bối cảnh đó, thì nhiều người dân California đã tự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới, sống tích cực hơn để mà vượt qua giai đoạn khó khăn. Victor Chang là một diễn viên. Khi trường quay đóng cửa để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, Victor quyết định ở nhà, hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách khi cần phải ra đường tập thể dục. Nó thể hiện trách nhiệm của tôi với xã hội. Nếu tôi bị ốm, tôi có thể dễ dàng lây sang người khác. Việc tôi không sợ điều tồi tệ đến với mình không có nghĩa là tôi có thể làm ảnh hưởng đến ai đó. Theo Victor, trách nhiệm xã hội cũng đồng nghĩa với việc không tung những tin đồn thất thiệt về dịch COVID-19. Thông tin sai lệch và sự hoang mang rất gây tổn hại cho mọi người. Điều chúng ta có thể làm là giữ bình tĩnh, ở nhà và tự chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời trung thực với thực tế tình hình. Trước những tác động của các lệnh giới hạn trong mùa dịch COVID-19, Victor cho rằng mọi người cần phải chia sẻ và tự thích nghi. Chắc chắn là có những tác động, nhưng trong lúc này chúng ta cần phải sống có trách nhiệm và chịu hy sinh. Rõ ràng lo ngại nhất là việc kiếm tiền, nhưng tôi sẽ sống giản tiện nhất có thể và đảm bảo không chi tiêu quá nhiều trong thời gian này. Victor chỉ là một trong số rất nhiều người dân California nói riêng và trên toàn nước Mỹ nói chung đang phải tự điều chỉnh, sống tích cực trong bối cảnh các quy định kiểm soát ngày càng được thắt chặt. Hy vọng rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này sẽ góp phần làm chậm lại tiến trình lây lan của dịch COVID-19 tại quốc gia này. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam tại Mỹ. Hy vọng rằng là tinh thần lạc quan và tích cực trong câu chuyện vừa rồi cũng đã được lan tỏa đến quý vị. Chúng ta đã và đang nỗ lực không ngừng cùng chung tay để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất cùng bản tin toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 vào mỗi tối tại fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, báo điện tử VTV News và chuyên trang y tế 24h.vtv.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.